Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Loan, 30 tuổi, trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Sơn, về hành vi tham ô tài sản. Theo tài liệu điều tra từ tháng 3 năm 2016, Loan được tuyển dụng vào làm việc tại công ty Biển Trang, phụ trách kế toán, lợi dụng sự tin tưởng của công ty và trách nhiệm quyền hạn của mình trong 3 năm, từ 2017 đến 2020, Loan đã lập 93 phiếu chi, gồm 90 phiếu chi nhiều hơn số tiền chi thực tế và 3 phiếu chi khống của công ty biển trăng thanh toán công nợ vé máy bay cho đối tác là đơn vị cung ứng vé máy bay để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. Toàn bộ tiền chiếm đoạt được, Loan dùng để tiêu xài cá nhân. Hiện Phạm Thị Loan đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.